Bạn đang xem nhật ký 141 của báo Pháp luật Xã hội. Ở nhà đâu? Hả? Tên là gì? Cái gì? Tên là gì? Tên là gì? Nguyên á? Cái gì Nguyên? Thái lấy số khung máy về gọi đổi cho ai Thái? Thái xem em lấy số khung máy gọi điện đổi. Anh đóng luôn cái dao vào để cho đỡ nguy hiểm. Đây là hai anh chụp mấy ảnh. Sao đem đi làm gì? Em sao đi làm gì? Phòng cần phòng thân lắm. Thế đem vam phá khóa đi làm gì? Hả? Nhiều vam phá khóa này này. Rồi là ai? Rồi là ai? Thân thôi. Thân đấy. Tiền án thì nhiều thì mong ra người. Bao nhiêu tiền án rồi? 5 tiền án. 5 tiền án rồi. Tội gì? Đánh nhau. Tội gì nữa? Đúng nhiên 5 tiền án về tội đánh nhau. Gây thương tích. Người ta gì dẫn đến chết người chưa? Chưa. Chưa. Đó là tiền án tiền sự chưa? 766 á. 53 cho biển một à. Tiền án ăn một bài gì? 29E1. 4434. Tên khai nào, tên là gì nào? Nguyễn Tiến Hưng. Sinh năm bao nhiêu? 1977. 1977 à? Hôm nay này. Nguyễn Nguyên sinh năm bao nhiêu? 1968. Trong người cũng móc được túi sau là. Túi sau à? Rồi, còn cái này cũng còn mấy cái nữa. Mất không? Cái này là mấy, hôm nay là mấy cái? Không đến không. Bạn đang xem nhật ký 141 của báo Pháp luật Xã hội.